Khi phát âm các cái từ vựng ở trong tiếng Nhật thì có một cái quy tắc bất di bất dịch mà chúng mình phải tuân theo, đó là âm thứ nhất và âm thứ hai trong cùng một từ thì luôn luôn không bao giờ có cùng một cái tông giọng, có nghĩa là nếu như mà bắt đầu là thấp thì cái âm thứ hai nó phải cao dần, và nếu như mà bắt đầu cao thì cái âm thứ hai nó lại phải thấp dần. Cái quy tắc này nghe thì rất là đơn giản, khoảng vài năm về trước mình đã biết về cái quy tắc này rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm trước khi mà học hội thoại với lại cô người Nhật, mình mới lại bị chỉ ra cái lỗi sai này. Thì trong cái lúc mà mình nói chuyện hội thoại cũng như là đọc một cái câu văn dài ấy, thì là không để ý tới những cái chi tiết nhỏ này và dẫn tới là cái giọng của mình nó không được tự nhiên cho lắm. Và bây giờ mình sẽ cùng đến một số các cái ví dụ mà mình đã nhầm trong cái buổi học ngày hôm trước nhá. Các cái từ sau đây sẽ làm ví dụ cho cái trường hợp đầu tiên, đó là cái âm đầu thấp và các cái âm sau thì nó lên cao dần. さあ、院で上がってください。少しだけ。少しね。裁あ、判員。裁判員ですか。裁判員。はい。ラーの次、いいから少し上がりますね。来年。あ、来年。来年。来年。可能性も同じです。可能性。可能性。お知らせ。お知らせ。理由。理由。必要。Tiếp sau đây là các cái từ để ví dụ cho cái trường hợp thứ hai, đó âm đầu tiên thì sẽ là cao và mình sẽ xuống dần. Cái từ đầu tiên mà rất là hay gặp đó là ưu mị, rồi ikki là cái hơi thở đấy. Ở trong cái cuốn truyện tranh mà mình đang đọc thì có cái từ này ikki, rồi se độ, rồi boku wa, đúng không? Boku wa. Rồi tasukani kaeru. Ở trong cái cuốn sách mà mình đang đọc có cái cụm đó là kaeru michi, có nghĩa là trên đường về đấy, kaeru michi. Thì chúng mình hãy thử nghe trong thực tế ấy, những cái từ mà mình bắt gặp thường ngày thì nó có cái tông giọng như thế nào nhá. Ra nè.